Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài học môn toán. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường Tiểu học Minh Khóa. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp bài biểu đồ tranh tiết 2. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm về biểu đồ này nhé. Sau bài học ngày hôm nay, cô hy vọng rằng các em sẽ nắm vững được cách thu thập được dữ liệu phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê trong một số tình huống quen thuộc. Các em sẽ biết đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh. Từ biểu đồ tranh, các em sẽ biết đọc và mô tả được các số liệu, sau đó nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh và thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh cụ thể. Trước khi bắt đầu tiết học, cô có một video rất hay và thú vị các em cùng xem với cô nhé video vừa rồi đã hướng dẫn chúng ta tái chế các cốc giấy đã qua sử dụng thành những con vật ngộ nghĩnh và đáng yêu các bạn học sinh của một lớp học sau khi xem video đã cùng nhau trang trí rất nhiều cốc giấy và số lượng cốc giấy mà các bạn đã trang trí được biểu thị bằng biểu đồ tranh sau các em cùng quan sát với cô nào đây là biểu đồ tranh được thể hiện theo hàng hay theo cột? Đúng rồi, đây là biểu đồ tranh được thể hiện theo hàng. Sau khi quan sát biểu đồ xong, các em hãy trả lời các câu hỏi sau cho cô nhé. Mỗi loại cốc có bao nhiêu cái? Các em đã tìm ra câu trả lời chưa? À, có 3 loại cốc. Đó là cốc hình hổ, cốc hình mèo và cốc hình khỉ. Sau đó, chúng ta sẽ đếm số lượng mỗi cốc và ta đếm được cốc hình hổ có 8 cái, cốc hình mèo có 10 cái và cốc hình khỉ có 5 cái. Dựa vào số lượng mỗi loại cốc, bạn nào cho cô biết loại cốc hình con gì có nhiều nhất? Đúng rồi cốc hình mèo có nhiều nhất. Khi đã biết được số lượng của mỗi loại cốc, các em có tính được có tất cả bao nhiêu cái cốc được trang trí không? Giỏi lắm! Để trả lời cho câu hỏi này, các em có thể đếm số lượng các cốc mỗi loại hoặc chúng ta thực hiện phép tính. Ta lấy 8 cộng 10 cộng 5. Kết quả ra bao nhiêu vậy các em? Đúng rồi, 8 cộng 10 cộng 5 bằng 23 cái. Các em biết đó, vì uống đủ lượng nước mỗi ngày sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Dưới đây là biểu đồ tranh biểu thị số cốc nước mỗi bạn uống trong một ngày. Sau khi quan sát biểu đồ tranh này, các em hãy cho cô biết Mỗi bạn đã uống bao nhiêu cốc nước trong một ngày? Các em đã tìm ra câu trả lời chưa? Bằng việc quan sát biểu đồ và đếm số lượng, cô tin rằng các em có thể dễ dàng đếm được số cốc nước mỗi bạn đã uống trong một ngày phải không nào? Sau khi đếm số cốc nước ở mỗi hàng, ta biết được Linh đã uống 6 cốc nước. Nam đã uống 8 cốc nước, còn Mai đã uống 10 cốc nước. Sau khi biết được số lượng cốc nước các bạn uống trong một ngày, các em hãy so sánh số cốc nước các bạn đã uống với nhau nhé. Các em đã so sánh xong chưa? Cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Khi nhìn vào biểu đồ tranh, ta dễ dàng biết được Linh đã uống 6 cốc nước Ít hơn số cốc nước của Nam và Mai Cho nên Linh uống ít nước nhất Nam đã uống 8 cốc nước Nam uống được nhiều hơn bạn Linh Nhưng ít hơn bạn Mai Còn Mai uống được 10 cốc nước Cho nên Mai uống nhiều nước nhất Các em biết không? Một lít nước sẽ rót được 4 cốc nước đầy Dựa vào thông tin này, em hãy đếm để biết bạn nào uống đủ 2 lít nước, bạn nào uống chưa đủ 2 lít nước và bạn nào uống nhiều hơn 2 lít nước. Các em hãy suy nghĩ nhé và nói cho cô biết câu trả lời sau 10 giây. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết 10 giây rồi Các em đã tìm ra câu trả lời chưa? Chúng ta đã biết Một lít nước rót đầy 4 cốc nước Như vậy ta dễ dàng biết được hai lít nước sẽ rót đầy 8 cốc nước Linh uống được 6 cốc nước Như vậy bạn Linh chưa uống đủ 2 lít nước Nam uống được 8 cốc nước đã uống đủ 2 lít nước. Còn Mai, số cốc nước của Mai là 10. Bạn đã uống nhiều hơn 2 lít nước. Qua các bài tập đã thực hiện ở tiết 1 và 2 bài tập cô trò chúng mình vừa thực hiện xong. Các em đã được củng cố thêm cách thu thập, phân loại và kiểm đếm. Bên cạnh đó, chúng ta còn được luyện tập đọc Mô tả và thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh. Cô trò chúng mình hãy cùng nhau luyện tập thêm một số bài tập nữa nhé. Đây là biểu đồ tranh biểu thị số bạn lớp 2B chọn nơi yêu thích mà mình muốn đến. Các thông tin thu thập được đã biểu hiện trong biểu đồ này. Bước tiếp theo, các em hãy giúp cô phân loại nơi yêu thích mà các bạn học sinh lớp 2B chọn để đến. Các em đã có câu trả lời chưa? Quan sát biểu đồ tranh, chúng ta sẽ thấy rằng các bạn học sinh lớp 2B đã chọn 4 nơi yêu thích, đó là công viên, nhà sách, vườn bách thú và vùng quê. Bây giờ các em hãy hoàn thành phần kiểm đếm để biết xem mỗi nơi có bao nhiêu bạn yêu thích. Các em bắt đầu đếm đi nào biết mỗi khối lập phương tương ứng với một bạn học sinh thời gian đếm bắt đầu đã hết thời gian để đếm các em đã hoàn thành xong chưa để biết mỗi nơi có bao nhiêu bạn thích đến ta sẽ nhìn vào cột nơi đến và đếm số khối lập phương với nơi đến là công viên Cô đếm được 12 bạn học sinh. Ta sẽ thực hiện tương tự ở các cột khác. Nhà sách có 14 bạn thích đến. Vườn bách thú có 7 bạn thích đến và vùng quê có 5 bạn thích đến. Sau khi hoàn thành phần kiểm đếm, các em hãy tiếp tục cho cô biết nơi nào được nhiều bạn thích đến nhất và nơi nào được ít bạn thích đến nhất. Các em đã có câu trả lời chưa? Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy dựa vào các số liệu mà mình đã tìm được. Chúng ta đã biết về số lượng học sinh ở mỗi nơi đến. Dựa vào số lượng đó, các em sẽ thấy rằng nhà sách là nơi được nhiều bạn thích đến nhất và vùng quê là nơi được ít bạn thích đến nhất. Cô nhận thấy rằng các em đã hoàn thành tốt bài tập về thu thập, phân loại và kiểm đếm. Các em hãy tiếp tục làm thật tốt ở bài tập tiếp theo cho cô nhé. Chúng ta sẽ đến với biểu đồ tranh về thời tiết trong hai tuần qua. Ngày khi nhìn vào biểu đồ này, các em có thể phân loại cho cô có bao nhiêu loại thời tiết trong hai tuần qua không nào? À, các em giỏi lắm trong hai tuần qua ta có bốn loại thời tiết đó là ngày nắng ngày nhiều gió ngày nhiều mây và ngày mưa sau khi đã phân loại được bốn loại thời tiết các em hãy đếm số lượng mỗi loại cho cô nhé các em đã đếm xong chưa cùng đếm với cô nào Đầu tiên là ngày nắng. Có 5 ngày. Tiếp theo là ngày nhiều gió. Có 2 ngày. Tiếp đến là ngày nhiều mây. Có 3 ngày. Và cuối cùng là ngày mưa. Có 4 ngày. Vậy là ta đã hoàn thành xong phần phân loại và kiểm đếm. Các em hãy thể hiện kết quả kiểm đếm trên biểu đồ tranh sau. Đặt khối lập phương vào bảng thể hiện số ngày mỗi loại. Biết mỗi khối lập phương thể hiện một ngày. Các em hãy bấm dừng video để thực hiện nhé. Cô tin rằng việc đặt các khối lập phương vào biểu đồ trên không làm khó được các em đúng không? Các em đã thực hiện được chưa nào? Dựa vào số lượng các ngày của mỗi loại thời tiết, ta sẽ đặt số khối lập phương tương ứng. Ngày nắng có 5 ngày, ta sẽ có 5 khối lập phương. Ngày như gió có 2 ngày, ta có 2 khối lập phương. Ngày nhiều mây có 3 ngày, ta có 3 khối lập phương ngày mưa có 4 ngày, tương ứng với 4 khối lập phương. Ngoài ra, dựa vào biểu đồ tranh, các em còn có thể biết được một số thông tin khác, ví dụ như dựa vào bản thu tập về thời tiết trong 2 tuần, các em có biết 2 tuần là bao nhiêu ngày không? Các em đã được biết một tuần có 7 ngày. Như vậy, 2 tuần sẽ có 14 ngày. Hoặc các em có thể đếm số ngày trên bảng thu thập để biết được hai tuần có bao nhiêu ngày đó. Khi nhìn vào biểu đồ tranh này, các em có nhận ra được số ngày nào nhiều nhất không? Ngày nắng, ngày nhiều gió, ngày nhiều mây hay ngày mưa? Các em đã có câu trả lời chưa nào? Nhìn vào bảng số liệu này, ta có thể thấy ngay Số ngày nắng có 5 ngày, cho nên ngày nắng là số ngày có nhiều nhất. Cô chúc mừng các em đã hoàn thành xong các bài tập về biểu đồ tranh. Sau bài học ngày hôm nay, các em đã học và làm được điều gì? Hãy tự đánh giá theo 3 mức độ: tốt, đạt và cần cố gắng. Em hãy tích vào ô mức độ mình đạt được dựa vào các tiêu chí sau tiêu chí thứ nhất nếu em đã thực hiện việc thu thập dữ liệu phân loại và kiểm đếm một cách chính xác hãy tự đánh giá mình ở mức độ tốt khi em đã biết thu thập dữ liệu phân loại và kiểm đếm nhưng còn gặp sai sót hãy tự đánh giá mình ở mức độ đạt trong trường hợp em vẫn chưa hoàn thành được việc thu thập phân loại và kiểm đếm hãy xem lại bài học và cố gắng luyện tập nhiều hơn. Ở tiêu chí thứ hai, dựa vào biểu đồ tranh, em đọc và mô tả chính xác được các số liệu. Hãy tự đánh giá ở mức độ tốt. Khi em đã đọc và mô tả được số liệu nhưng còn chưa chính xác, hãy cho mình ở mức độ đạt. Còn nếu em chưa đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh, hãy xem lại hướng dẫn của cô nhé đối với tiêu chí thứ ba khi dựa vào biểu đồ tranh em trả lời và rút ra được đúng một số nhận xét đơn giản em đã đạt mức độ tốt nếu em đã nêu được một số nhận xét đơn giản nhưng vẫn có nhận xét chưa đúng hãy tự đánh giá mình ở mức độ đạt còn nếu em chưa nêu được các nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh Em cần cố gắng hơn và xem lại video bài học. Ở tiêu chí cuối, khi em biết thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh và thực hiện chính xác, hãy tự đánh giá mình ở mức độ tốt. Nếu em chưa thể hiện kết quả kiểm đếm một cách chính xác, hãy cho mình ở mức độ đạt. Trong trường hợp em chưa biết cách thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh cụ thể, Em cần xem lại bài học để biết cách thực hiện em nhé. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các em hãy luyện tập thêm các kiến thức đã học thông qua phiếu bài tập và xem trước bài học tiếp theo nhé. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.